tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm trở lại đây. Theo một khảo sát mới từ Reuters, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 6,2% trong năm nay, đạt mức thấp nhất trong 30 năm trở lại đây. Tăng trưởng kinh tế của quốc gia này đã bị cản trở bởi hàng trăm tỷ đô la thuế quan do chính quyền Trump áp dụng trong năm qua. Gần đây nhất, Tổng thống Trump đã tăng thuế đối với 200 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ vào tháng 5. Căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ đã buộc chính phủ Trung Quốc thực hiện những nỗ lực kích thích nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ Trung Quốc đã phải sử dụng các gói kích thích trong nước để đối phó với tác động của cuộc chiến thương mại. Lãi suất ngắn hạn đã được hạ xuống thấp hơn và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng 6 lần liên tiếp kể từ năm ngoái. Các nhà kinh tế học dự kiến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ phải tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong những tháng còn lại của năm. Các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ với chuỗi cung ứng và hoạt động bán hàng tại Trung Quốc cũng đã cảm nhận được những tác động từ cuộc chiến thương mại. Sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc là tin xấu cho các công ty Hoa Kỳ có nhiều giao thương với thị trường Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump với Trung Quốc đã thực sự gây ra những gợn sóng trên khắp nền kinh tế Hoa Kỳ và làm giảm thu nhập của công ty này. Các công ty bán dẫn khổng lồ có trụ sở tại Hoa Kỳ như Broadcom, Intel và AMD đều đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại. Đầu tháng 6, Broadcom đã cắt giảm triển vọng doanh số hàng năm do căng thẳng thương mại leo thang kéo theo nhu cầu kinh doanh và doanh số sản xuất chip của họ giảm. Apple cũng chắc chắn bị ảnh hưởng bởi sự chậm lại ở Trung Quốc khi nhà sản xuất điện thoại thông minh chủ yếu dựa vào khu vực này để tăng doanh số bán iPhone. Công ty đã có doanh thu hơn 10 tỷ đô la ở khu vực Trung Quốc trong quý 2 trên 2019, giảm từ mức 13 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc dự kiến sẽ công bố mức tăng trưởng GDP, tổng sản phẩm quốc nội của quý thứ 2 vào ngày 15 tháng 7. Thủy Dung, theo Market Insider. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.